Xin chào mọi người, và đặc biệt là các bác, các anh, các chị, các bạn và cũng như các em nhỏ tuổi sửu. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng trung thu của năm 2019 đó, đối với tuổi của mọi người. Có thể nói là nghe đúng không, mình tuổi sửu gặp tháng dậu, tức là tháng có tam hợp địa chi tỵ dậu sửu, mà tam hợp xét về trụ địa chi trong tử vi á, là rất là tốt đẹp về phần gia đạo và tình cảm. Cho nên có thể nói những người tuổi sửu gặp tháng dậu là chưa gì chúng ta đã có một cái, có ba cái để xét về tử vi vận hạn của tháng, thì có một cái rất là ok, đó là tam hợp của địa chi. Mà tam hợp của địa chi thì dẫn đến cái việc tình cảm gia đạo sẽ ok, ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn. Thậm chí là đối với các em nhỏ tuổi đinh sửu thì tình cảm yêu đương của gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy là thấy tín hiệu tích cực rồi ha. Còn chúng ta cũng, mà cái đó là cái tốt ở trong cái tháng 8 âm lịch, tháng quý dậu của năm Kỷ Hợi 2019 thôi. Tuy nhiên là nên nhớ rằng ba tuổi tỵ dậu sửu là ba tuổi chịu tam tai. Trong đó thì năm nay là người tuổi tỵ chịu nặng, năm sau là người tuổi dậu và năm tới là người tuổi sửu. Tuy nhiên trong 3 năm này thì nó có thể là có những cái tuổi, có những ngày tháng năm sinh á không có tốt á, thì nó sẽ chia ra là bị năm đầu hơi thôi, năm giữa hơi, năm tới thì nặng nhất. Mà cũng có thể là người, có nhiều người bị chi phối là năm đầu sẽ bị nặng, đặc biệt là những người có mang chữ quý và chữ ất của cái tuổi sửu, thì năm nay do là năm kỷ cho nên là kỷ nó khắc quý và ất nó khắc kỷ, cho nên là ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. Đặc biệt là các anh các chị mà tuổi quý sửu từ đầu năm đến giờ thì cảm nhận được rất rõ rằng công việc của mình nó cứ phải gặp chuyện gì đó không tốt đẹp, chứ không phải là tốt đẹp. Nhưng mà đã nói ha, là tuy vào tháng tam hợp thì có thể nói là nó bớt cái chuyện xung khắc ở trong gia đạo tình cảm thôi, chứ còn mà chưa chắc gì đã tốt ở công việc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét xem từng tuổi sửu nó sẽ ra sao ở trong cái tháng 8 âm lịch này. Đầu tiên hết á, thì mình phải nói tới những người tuổi tân sửu sinh năm 1961, mệnh là bích thượng thổ. Với người mệnh chữ tân này á, thì rõ ràng từ đầu năm đến giờ nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng không quá lớn, không như là người chữ quý. Với cái thổ, mệnh thổ thì xét với cái gặp cái tháng mà tháng quý dậu thì xét chung về trụ mệnh á, là thổ gặp kim là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh sức, sinh xuất là sức khỏe bổn mạng không được tốt, bị yếu. Và khi mà bản mệnh bị sinh xuất á, thì các phúc tinh và tài tinh nó cũng bị lu mờ đi. Mà khi nó bị lu mờ thì nó sẽ không có tác dụng nhiều đối với những cái phá và bại tinh, đặc biệt là đây là năm đầu của năm tam tai. Cho nên là các anh các chị bích thượng thổ thì năm nay sức khỏe thấy bị suy giảm rõ rệt, do là năm mộc, mình là mệnh thổ, mộc nó khắc thổ ha. Thiên can á của cái tháng á là chữ tân với chữ quý á, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của tân canh thì là kim, nhâm quý là thủy, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên là tháng này coi chừng tốn tài, nhưng mà tốn tài trong chủ động, chúng ta phải bắt buộc nó tốn nhưng mà không quá to lớn đâu, đừng có và quá lo lắng các anh chị ha. Như phần về phần địa chi thì như đã nói hồi đầu thì đây là tuổi tháng dậu gặp tuổi sửu gặp tháng dậu là tam hợp ha, đem đến may mắn trong gia đạo tình cảm, mà nó còn tương trợ cho công việc và các mối quan hệ trong xã hội. Cho nên có thể nói là tháng này tức ngoài cái bổn mệnh bị sinh xuất, cần phải chú trọng một phần sức khỏe mình một tí thôi, nhưng mà có việc thì cũng không quá lớn đâu. Địa chi và công việc không quá phải đáng lo ngại. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi quý sửu sinh năm 1973, mệnh là tang đố mộc. Người mệnh mộc năm nay thì toàn năm như đã nói ở trong cái video mà là về vận hạn 6 tháng đầu năm cũng 6 tháng cuối năm á, thì các anh các chị tuổi mệnh mộc gặp năm mộc thì tương đối không có chuyện gì quá lo lắng. Tuy nhiên xét vào cái
Thiên can thì rõ ràng là cái chữ kỷ của cả năm, nó khắc chữ quý của các anh các chị, đem đến cho các anh các chị rất là nhiều phiền toái từ 7 tháng đầu năm. 6-7 tháng đầu năm, bây giờ đã là tháng giữa tháng tháng 7 âm lịch, một cái tháng kim, nó cũng đem đến nhiều điều không tốt tốt đẹp cho các anh các chị ha. Thì xét như vậy thì luận vào cái tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu, thì cũng tiếp tục là một tháng kim. Như vậy xét về mệnh là kim tiếp tục khắc mộc, tháng khắc mạng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, xấu nhiều. Bổn mạng, khi mà cái bổn mạng bị tương khắc, tháng nó khắc tương khắc mình là đặc biệt phúc tinh và tài tinh sẽ không có cơ hội phát huy tác dụng, mà không có cơ hội phát huy tác dụng thì sẽ để cho phá và bại tinh nó hoành hành, đem đến nhiều điều mà rất là khó khăn. Thiên can á, thì tương đối tốt đẹp vì cái chữ quý của Quý Sửu đồng hàng với chữ quý của Quý Dậu, cho nên là có thể nói công việc không có vấn đề, hanh thông. Địa chi là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, may mắn trong gia đạo tình cảm, và khi mà có tam hợp thì nó còn tương trợ cho phần công việc. Như vậy là đối với người Quý Sửu 1973 đang đối mặt thì với cái tháng 8 cũng vẫn là một cái tháng cần cẩn thận bổn mạng của mình, cũng giống như tháng 7 âm lịch nè, đó là tháng kim, tuy là mới có mười mấy ngày thôi, chưa tới rằm nữa, ngày mai mới là rằm, mà các anh các chị cũng cảm nhận thấy rằng là nó có khó khăn ở trong cái bổn mạng của mình, đem kéo theo khi mà nó khắc vậy á, phúc tinh và tài tinh nó bị khống chế, kéo theo cũng khá nhiều điều khó khăn ở trong công việc, đúng không? Cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận nha. Rồi tiếp đến đó là các em Ất Sửu sinh năm 1985 với Hải Trung Kim là mệnh. Các em này là từ đầu năm giờ là mình thấy là các em gọi điện cho mình nhiều điều. Tại vì các em này thật sự ra mà nói Ất Sửu 1985 là thường rất là ít có tin vào cái việc chi phối của tâm linh đối với cuộc sống của mình. Bất tính lắm, nhưng mà năm nay gặp bắt đầu chỉ do chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, lại là năm tam tai, cho nên là dù là năm đầu chưa đến nỗi nào nhưng mà nó cũng có trục trặc, cho nên là mới bắt đầu gọi điện ha, đi tìm những cái tử vi phong thủy coi, và cảm thấy rằng nó cũng có cái lý của nó ha, chứ không phải là người xưa người ta viết ra, người ta bịa ra, người ta muốn viết gì người ta viết đâu, đúng không? Nó phải có cái gì đó người ta mới viết cho mình. Rồi xét vào cái tháng Quý Dậu này thì nó sẽ sao? Thì xét về chủ mệnh á, là Hải Trung Kim gặp Kiếm Phong Kim là cùng hàng, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, không có vấn đề. Khi mà bổn mạng cùng hàng như vậy không có tương khắc á, thì phúc tinh và tài tinh nó cũng phát huy các tác dụng của nó để mà phần nào khống chế cái phá và bại tinh. Thiên can á, thì cái chữ Ất và chữ Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, là chữ Quý là thuộc hành thủy, nạp âm ngũ hành là thủy, còn Ất giáp Ất là mộc, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh, có thể nói công việc có sinh tài lộc tốt đẹp đó. Địa chi Sửu Dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, đem đến may mắn trong tình cảm gia đạo, và phần nào tương trợ cho cái việc mà có quý nhân giúp đỡ ở đối với các em. Thì người Ất Sửu của thì là những người rất là sòng phẳng, mượn ai một đồng trả một đồng, đôi khi là tính toán kỹ quá luôn, nhưng mà thà như vậy, có thể nói là từ đầu năm giờ gặp nhiều trục trặc không có tốt đẹp. Tuy nhiên cái tháng 8 này là một tháng có thể nói là 7-8 điểm đó, trên trung bình đó, sẽ có nhiều điều tích cực đón chờ mà các em tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ở trong tháng 8. Hy vọng là như vậy để mà phần nào gọi là nghỉ ngơi sau mấy cái tháng đầu năm trần trật đủ điều, đúng không? Rồi tiếp đến đó là người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh giảng hạ thủy. Giảng hạ thủy thì xét về mạng đối với cái tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu là tháng kim, như vậy mạng là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, vì thế các phúc tinh và tài tinh được phát huy các tác dụng sáng hơn,
để tiếp tục đem đến cái phần tốt đẹp ở cho cái bổn mạng của mình. Nhưng mà thiên can thì không tốt đẹp, và thiên can thì cái chủ ảnh hưởng về công việc, về tài lộc, là chữ quý của Quý Dậu nó khắc chữ đinh, tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh vào những cái việc không tốt, thậm chí lâm vào bế tắc, không có cái hướng ra, chắc chắn là sẽ có nhiều điều không tích cực ở trong công việc của người đinh sửu sinh năm 1997 ở trong cái tháng tháng 8 âm lịch. Địa chi thì là cũng như các cái tuổi sửu khác có tam hợp tỵ dậu sửu, là đem đến may mắn cho gia đạo, tình cảm và tương trợ cho các mối quan hệ xã hội trong công việc. Như vậy thì hy vọng rồi với cái tam hợp cộng với cái mạng được tương sinh thì nó sẽ phần nào khống chế và khắc phục bớt đi cái sự khó khăn do cái chữ quý khắc chữ đinh của thiên can. Dù gì thì một ba cái thì một cái tương khắc có hai cái tương hợp thì chắc là nó cũng có phần nào khống chế được cái thằng này. Hy vọng rằng là với cái tháng tam hợp sẽ giúp các em phần nào lấy lại cái sự tự tin mà tiếp tục bước tới. Người giảng hạ thủy thì do là người tuổi sửu, cùng là giảng hạ thủy nhưng mà bính tý sẽ may mắn hơn là đinh sửu. Nhưng mà đinh sửu nam mạng thì tốt, nhưng mà đinh sửu nữ mạng thì lận đận tình cảm ha. Rồi cho nên là nhớ cẩn thận ha. Rồi tiếp tục, đó là người cuối cùng của tuổi sửu, đó là người kỷ sửu sinh năm 2009 hoặc là các bác sinh năm 1949. Đây là một trong những cái tuổi mà mình có thể là, một là nhỏ quá, đang ở trong cái giai đoạn học hành không cần phải nghĩ ngợi nhiều về phần tử vi, hai là lớn quá đang ở những cái ngày tháng tận hưởng tuổi già, cho nên mình chỉ sẽ nói sơ về bổn mạng mà thôi. Người mà kỷ sửu thì là tích lịch hỏa, mệnh là tích lịch hỏa, gặp tháng kim á, là hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được ok cho lắm, nhất là nữ mạng ha. Phần thiên can á, là phần về công việc đó, là với chữ kỷ khắc chữ quý, là thiên can khắc tháng, công việc nhiều khó khăn chống phá. Nhưng mà như đã nói thì một là lớn quá, hai là nhỏ quá, không còn trong tuổi lao động hoặc là không còn tuổi kinh doanh, cho nên là cũng không có phải chịu quá cái sự suy nghĩ của mình, không không quá trong cái suy nghĩ trong công việc. Địa chi là cũng giống như các tuổi sửu khác có tam hợp, thì với những cái địa chi như này thì các cháu tuổi sửu thì chắc là được, vẫn được cha mẹ yêu thương chăm sóc, và các bác lớn thì được con cái nghe lời và đem đến niềm vui cho các bác. Đây là tháng trung thu, mà tháng trung thu là những tháng mà con cháu sum vầy về bên mình để mà chia sẻ cái niềm vui ngày trăng tròn. Như vậy thì cũng có thể là đó là một niềm vui. Vừa rồi thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của tháng Quý Dậu, tháng trung thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi sửu. Bên cạnh những cái tuổi sửu có được cái may mắn ở trong công việc, cũng có một vài cái tuổi nó không được tốt đẹp, đó là chữ đinh sửu với công việc không tốt đẹp, và một chút khó khăn về bổn mạng cho người tuổi quý sửu. Bên cạnh những điều tích cực thì cũng có những điều không có ok lắm. Hy vọng rằng với đức năng tháng số, mọi người tuổi sửu sẽ có được cái tháng có tam hợp địa chi tỵ dậu sửu thành công mỹ mãn. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi sửu khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống, có được cái tháng Quý Dậu, tháng trung thu, những cái có nhiều thành công và tốt đẹp. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mình có hai kênh tử vi, một là anh Ba Tử Vi và Tử Vi và Cuộc Sống. Nếu mọi người muốn đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là của người thân hoặc là bạn bè, xin bấm đăng ký hai kênh đó để đón chờ những video khác của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.